Chào anh à. Sự thật là Em ơi dũng lên một tiếng đàn. Vì đàn đã lên. Em ơi, ở đây Tùng Trang, ở đây ekip về chỗ. Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2002 của 12 đêm của cặp niên hòa 82-85 hôm nay rất là thành công. Sự thiệt là cảnh ngày hôm nay các bạn rất là lo, thấy mình sợ là anh chị là sợ dịch giảm rồi này kia mà người không điện được, nhưng mà người vẫn điện phải đáp nhận thì rồi. Cảm ơn anh Nho đã tổ chức cái buổi chiều hôm nay, và bây giờ sẽ mời cả nhà cùng nghe một bài hát từ khi mình chia tay nha. Một sáng tác của một người nhạc sĩ mà nó gọi là thầy Lê Dinh, nhạc sĩ Lê Dinh là chắc mọi người còn nhớ Tình Yêu Đại Đại Đằng Sau đó, Tình Yêu Đại Đại Đằng Sau, rồi Tâm Sự Ngày Xuân, Gác Nhỏ Đêm Xuân, là thầy Lê Dinh, là có nhiều bài hát bolero nhạc vàng, dòng nhạc trữ tình Việt Nam để đời. Và thầy có vẻ hưởng, có vẻ nhiều chuyện nữa, cũng tập trung nữa. Thùng ơi, mày bụng nữa đó. Sẽ là một ca khúc của thầy Lê Dinh và là những hàng để ghi tay mọi người. Cảm ơn 12 bên và Lâm Nhật. Phải thương Lâm Nhật lắm á, cái tình yêu là rất là lớn. Bởi vì khi mà cái tình yêu là đủ lớn thì mọi người vượt qua được tất cả mọi cái lo lắng, mọi cái hiểm nguy trong cái thời buổi dịch giảm như thế này. Cảm ơn anh Minh đã tặng cho Lâm Nhật hai đôi giày luôn. Anh Nhói cứ tặng chi cho em thôi nè. Hung. Anh Sơn mình nghe là hung là được rồi. Xem mời cả nhà cùng nghe Huệ và Em của nhạc sĩ Lê Dinh. Anh ơi, một phụ nữ
hai người kia. Cảm ơn 12B. Mấy tuổi nữa mà sinh gì? Sinh năm mấy? Ôi cha trời ơi, không nít. Đang ra đây, phải ghen giật bằng anh. Nhỏ hơn người ta cả mấy tuổi mà. Một tuổi. Anh nhật sau bài. Đến anh nhật là 26 tuổi cho mày.